cả nhà khỏe không? Cả nhà ơi, hôm nay đó Ngọc Duyên chả giò nha. Chả giò này là chả giò thịt với khoai, khoai môn, cà gót rồi đó chả giò. Thì cả nhà ha. Còn cái này là này Ngọc làm sẵn ở trên, tại vì thường mình bỏ vô đông đá, mình bỏ vô mình chiên nha, nó ngon. Còn này chả giò ghế. Rồi cái này là tôm, tôm lăn với bột nha cả nhà. Xin mời cả nhà xem cho Ngọc ra làm từng đoạn nha. Bây giờ là Ngọc phải chiên cái chả giò này trước. Cái chả giò này là thịt. Bây giờ Ngọc bỏ vô mọt dầu cũng đã nóng rồi đó. Đó, mình bỏ vô đông đá vậy đó, mình bỏ vô không sao hết cả nhà. Một hồi đó là nó sẽ ngon lắm. Sôi cả nhà nó ồn quá phải không? Mình bỏ vô từ từ. Mình bỏ vô từ từ như này cả nhà. Mình chiên cái chả giò này trước. Tại vì cái chả giò tôm với chả hồi ghế một hồi nó sẽ dơ cái dầu của mình, cho nên cái này mình phải chiên trước. Mình dọn dính cả nhà ơi. Mình bỏ từ từ vô. Mình chảo, mình chiên. Ở trong đây là thịt như phần môn, cà gót, nướng mèo. Đây mình bỏ thêm cho đầu cái chả chiên lòng. Cái nhà mình thích ăn chả giò này lắm cả nhà ơi. Cái này mình làm cho sở thích trong gia đình nha cả nhà. Mình bỏ vô hồi cái nó sôi lên cả nhà ha. Tại cái chả này cũng lớn, dầu nhiều mình bỏ nhiều không có sao hết trơn á. Đó, bỏ vô đi. Ngọc chiên được hai bịch này chắc được không biết 20 cuốn không nữa, chắc cỡ đó á. Ngọc nghĩ chắc 20 cuốn đó. Nha, cả nhà thấy ngon không? Không sao, xin cứ bỏ vô một hồi nó vàng lên. Ngọc là anh mẹ theo cái sở thích của gia đình nha cả nhà. Ngọc chia sẻ cho cả nhà xem là gia đình Ngọc ăn vậy vậy đó. Trong đây là không có tôm, chỉ có thịt. Chứ thường thường á, mình khi bỏ tôm Ngọc gia đình ăn thì chỉ có ăn thịt thôi, chỉ có ăn tôm. Đó, trong đây là không có bỏ tôm. Cả nhà cứ bỏ đại đông đá vô thì không có sao hết trơn. Cả nhà biết không, cái này hồi xưa đó Ngọc có đi làm nhà hàng đó, thì Ngọc thấy người ta chiên bỏ đông đá, cái mình đi về nhà mình làm thử, nhưng mà mình thấy kết quả tốt á. Mình làm trước một ngày xong rồi mình bỏ vô đông đá, hoặc là những khi mình có tiệc á, mình làm mình bỏ đông đá cái tới chừng gần tới tiệc mình đem ra mình chiên thì mình không có mất thời gian. Chứ còn nếu mà tiệc mà mình làm xong mình chiên liền á thì mình mệt lắm, mình làm không có kịp. Cho nên á, nếu cả nhà có tiệc thì làm thử vậy coi làm sao. Nhưng còn Ngọc thì lúc nào trong tủ lạnh cũng có cái này, tại vì con của Ngọc nó rất là thích ăn chả giò, cho nên Ngọc làm để sẵn vậy đó. Có khi cháu đi học về đó, cái mình chiên cho cháu ăn. Rồi Ngọc làm tôm nữa, nó cũng thích ăn tôm nữa. Mỗi lần nhầm khi cháu đi học về cái đòi ăn tôm thì mình chiên tôm. Còn cháu cũng thích ăn chả giò, chả giò thường này thì mình làm chả giò. Còn nhầm khi cháu nó thích ăn chả giò ghế, tại vì Ngọc làm bỏ hết cho trong tủ lạnh, mình không có cái thời gian để mình làm mỗi ngày. Cái này làm cực quá cho nên Ngọc làm, Ngọc bỏ vô trong tủ lạnh trước vậy đó nghe cả nhà. Rồi xong rồi chừng nào mình cần cái mình đem ra mình ăn. Nhằm khi mình muốn ăn bún thịt nướng, chả giò hoặc bún nem thì mình cũng có. Mình đem ra mình chỉ chiên nem lên thôi, mình bỏ vô mình ăn. Nó vừa lẹ mà nó vừa gọn nữa. Chứ còn nếu mỗi lần mình ăn mà mình làm nó lâu lắm. Tại ở Canada của mình là giống như thời gian của mình là nó không có nhiều á cả nhà. Mình thử mình làm cái gì mình cũng phải bỏ đông đá hết trơn. Để khi nào mình ăn mình đem ra mình có mình ăn nhé. Nhưng mà mình bỏ vô đông đá nha, mình chiên xong cái gì ăn cũng giống như mình mới làm vậy. Tại vì khi mình làm xong rồi mình bỏ đông đá liền, cho nên á, cái thịt nó vẫn thơm, vẫn ngon nha cả nhà. Chứ không phải mình bỏ đông đá mà không ngon đâu. Nhưng mà mình thấy vậy nó sẽ tiện cho mình á. Theo mình á, là mình thấy vậy nó tiện cho mình lắm. Nhưng khi con mình á, đi học về nó muốn ăn, cái mình phải đi làm thì nó lâu lắm, mình phải chuẩn bị rồi nữa, cho nên mình làm để sẵn hết. Bé nó muốn ăn nó kêu mình là mình làm liền cho nó ăn.
Yếu cả nhà thương hai chị em, xin cả nhà đăng ký cho hai chị em một like, một đăng ký, một chia sẻ để hai chị em có động lực làm thêm video kế tiếp nữa nghe cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha cả nhà. Bây giờ giống như cái trò này cũng hơi giống như là nó xe la cái kia, cái da nó lại vậy nè. Mà nó không có thấy bể không cả nhà? Nó không có bể. Đừng cái giống như đừng có bao giờ cả nhà hay anh chị đều đừng có bao giờ nhìn thấy mà giống như mình sợ đông đá rồi mình bỏ vô đó là nó nổ, nó không có nổ đâu nha. Nó không có bể đâu. Mà nó lại ngon đó. Tại vì mình nếu mà mình gói sau mình bỏ tủ lạnh đó, mình đem ra thì sợ nó bể cái da rồi, còn cái này không có đâu cả nhà. Nó như vậy đó, rồi một hồi đó nó vàng lại, cái nó hơi vàng hơn nữa này đó, cái ngọc vớt ra. Ngọc để cho nó nguội một chút xíu. Ngọc dặn cái lửa này nó tăng lên, ngọc bỏ ngược lại một lần nữa. Là bảo đảm với cả nhà nha. Chả giò nó vừa giòn mà nó vừa ngon lắm cả nhà ơi, nó không có hút cái dầu vô. Là theo bây giờ làm vậy thì bây giờ giống như mới cái giai đoạn này để chờ cái bây giờ một chút xíu nó đi, cái ngọc vớt nó ra, cái tới chừng mà giai đoạn ngọc bỏ lần hai đó, cái giai đoạn chia sẻ với cả nhà nha. Nếu vậy nó có dài nha, nếu mà dài thì cả nhà cũng không cản nha. Còn nếu mình coi, giống như nếu ngọc quay gì hoài thì nó hơi dài, thì cả nhà thông cảm dùm ngọc nha. Nó tròn lại nè, thấy không? Nãy nó đông đá rồi nó tròn lại nè. Từ từ là nó một lát sau là nó vàng lên, cái ngọc vớt nó ra. Ngon lắm cả nhà ơi, cái này mình làm một chén nước mắm nha. Mình cho miếng bún, một miếng nem, rồi xong miếng đồ chua đồ lên đó cả nhà ơi, đậu phộng đồ lên trộn lên làm một tô bún chả giò nem nướng. Ôi da, không ngon thì thôi. Là được cũng một bữa ăn chiều rồi đó. Ngon lắm cả nhà ơi. Cả nhà ơi, chả giò của mình á bây giờ nó đã nổi rồi nè. Bây giờ ngọc vớt ra nha, ngọc vớt ra để một hồi ngọc bỏ vô lần hai là nó sẽ không có rút dầu mà nó giòn lâu nha cả nhà. Ngọc vớt ra rồi một hồi ngọc bỏ vô lần thứ hai nữa nó mới giòn lâu mà nó không có rút dầu, tại vì nó nổi lên như vậy đó là nó đã chín rồi, mình chỉ chờ nó vàng thôi. Nhưng mà mình không, mình muốn cho nó vàng lâu đó là mình cứ vớt nó ra ngoài. Đó, nó ra tiếp. Lại thơm quá chừng luôn, nó thơm thanh môn quá luôn nè. Rồi bây giờ đó, Ngọc kéo ra đây nha. Trong lúc Ngọc chờ đó là Ngọc sẽ bỏ cái chả giò ghế vô. Bỏ chả giò ghế vô Ngọc chim. Tại vì cái chả giò ghế này là nó cần cái dầu nóng để cho nó nổ cái da ra. Bỏ vô. Chả giò ghế cũng đông đá luôn á Ngọc. Đông đá trên luôn á. Tại vì phải đông đá. Không đông đá là chiên nó khó lắm, mà mình theo mình thôi nha. Mình thích vậy đó. Nhưng mà tại vì mình làm sẵn vậy đó. Cái này là theo cái sự sở thích của gia đình. Mình nói vậy á nữa. Mình làm cho con mình ăn á. Nó nhầm khi nó đòi ăn con nít mà. Nó thích ăn thì nó muốn ăn, nó hỏi mình nó đòi ăn thôi. Nhưng mà như vậy thì mình sẽ có liền đó. Cho nên cái thời gian mà mình phải chuẩn bị nó không có. Để cho tay nè. Chả giò ghế đó cái này. Cũng trong đây là dinh thịt với khoai môn, nó cũng giống như cái chả giò này. Nhưng mà nó chỉ có khác cái da thôi. Cái da là chả giò ghế. Ngon lắm cả nhà ơi, cái này thì chả giò ghế đó. Ngọc đi lại mấy cái tiệm Việt Nam đó, mình mua cái da chả giò đó về mình cuốn cho nó khác vậy, cho nó đỡ ngán vậy đó. Cái này ăn nó giòn giòn, nó giòn theo cái kiểu của chả giò ghế đó, giống như là cọng tàu vậy đó. Còn cái đó thì cái da bánh chán.
Ngọc làm lần làm nhiều lắm nha, bỏ trong tủ đông đá đó, chừng nào mình ăn đó, mình có mình ăn, tại một lần mình làm nó cũng cực quá, khó nữa. Thôi mình có thời gian mình làm mình bỏ đại trong đông đá đó đi, khi nào mình cần á cái mình đem ra mình chiên mình ăn, mình thoáng tao làm nữa, thì chừng nào mình hết cái Ngọc làm nữa vậy đó. Nhà Ngọc lúc nào cũng có trái giỏ chứ, ta mỗi lần á làm là làm đại cho hơi nhiều, bỏ đại vô mấy bịch vậy đó, cái mấy cháu ăn hết gần hết cái Ngọc làm nữa, bỏ vô đông đá nữa vậy đó. Cái mình ăn mình có mình ăn liền, mình khỏi có cần phải cái chờ nào cái mình hết mình làm nữa nè. Ngon lắm nè cả nhà, nó chưa có nổi nữa, chưa chín, nó nổi lên là nó chín rồi xong một chén yên thôi. Giống như kiểu nếu mà mình nếu mình để vậy nó dính kia nó bị nó dính với nhau à. Nó dính với nhau nè, tại vì nó giống như là cái dạng giống như là cộng không biết nấu sao mà giống như con bún tà chắc cả rồi ghế ai cũng biết mà, cho nên nó hơi dính với nhau. Mình phải nếu lúc mình mới sao? Bỏ vô á, mình mới bỏ vô á thì mình phải làm cho nó bời gời ra. Mình cũng không biết cái này làm với bột bằng cái gì nữa, mình không đâu mình biết nha, nhưng mà mình đi mua cái vỏ này nè và mấy tiệm Việt Nam á, cái tiệm Việt Nam bán nhiều lắm, cái siêu thị của Việt Nam là có đều có hết cho cái da chả giò ghế này nè. Rồi mình về mình làm cái nhân nó trong, mình bỏ vô cái ruột trong nó thôi. Nó sắp sửa chín là nó nổi lên chứ còn vàng là chưa nha. Mình cũng chiên sơ giống cái chả giò trước. Mình chiên sơ giống vậy đó nha, mình cũng vẫn chiên sơ vậy. Thì ở nhà gia đình của mình ăn cái kiểu nào thì mình sẽ chia sẻ cho cả nhà cái cách làm cái kiểu đó nha cả nhà. Cái này nó già nó hơi nổi lên, mình cũng vớt ra rồi mình hót cái chả giò này mình để vô ngược lại. Là mình chiên lần sau là nó phải vàng luôn nè, ngon sợ không trồng vô nè. Nó không có bể gì chứ, hồi nãy mình bỏ vô là đông đá luôn đó nha. Mình chia sẻ theo cái kiểu gia đình mình ăn giống vậy nha cả nhà. Nó sắp sửa nó nổi lên là nó chín, tại vì cái dầu mình để nó cũng nhiều chứ nó không phải là ít dầu. Mà mình chiên vậy cả nhà thấy dầu nhiều vậy nó không có hút dầu đâu, tại mình để dầu nhiều á cái mình bắt cái lửa nó hơi lớn lên á là nó không có hút dầu, nó nóng lẹ nữa mà nó không hút dầu mà nó chín đều lắm nha. Tại mình xoay xoay vậy nè cho nó giống như cho nó đều á, chứ nó không có dính với nhau, dính với nhau nó khét đó. Thấy không, bây giờ nó nổi lên cho cái nhà tao nè, thấy không, nó còn dính ở đó chưa, đó nó dính vậy đó. Đông đá mà không có bể nha cả nhà, nó không có bể đâu, cứ bể đông đá vậy đó, nó mới có thời gian cho mình. Cái lần không mình làm giống như mỗi lần ăn cái mỗi lần làm nó cực lắm. Thôi mình làm sẵn vậy đó, theo mình làm sẵn vậy đó trong gia đình mình á. Mà gia đình mình nó lúc nào cũng có chả giò, thằng con trai nó thích lắm. Sắp sửa được xe cái da chả giò sắp sửa được vớt ra định bỏ cái da chuẩn bị lần hai đó nha cả nhà. Cái nhà mình vớt ra đó là mình bỏ cái lần hai của cái chả giò kia vô đó, là mình bỏ lần hai của chả giò kia vô đó. Cái chả giò này vô, chả giò nó chán này vô đó là nó vàng là thôi đó nha, mình vớt ra luôn á là ăn được đó. Cái nhà thấy không, cái nhà thấy không nè, nó rất là ngon, nó không có hút dầu. Mình thấy mình tự nó hút dầu nhưng sự thật nó không có hút dầu đâu, tại vì mình dặn lửa nó lớn lên nó không có hút dầu. Bây giờ đó mình vớt ra cả nhà, để mình chiên cái lỗ kia lần hai nè, cái nhà thấy nè. Nghe chưa, nghe okay chưa đó, chưa nghe cả nhà, cái này là phải chiên lần nữa nha, không phải về là ăn nha. Mình cứ vớt ra rồi nó còn cái dầu trong đó, nó chảy xuống được động, mà mình chiên lần hai là không bao giờ nó có dầu nữa cả nhà thấy không. Bây giờ mình cũng có dầu nhưng mà nó không có nhiều dầu, nhưng mà mình nhìn thì nó nhiều nhưng mà nó không có được, nó không có nhiều dầu nha các nhà. Mình bỏ vô nha, bỏ lần hai đó. Bây giờ nó hơi nóng nè, đeo vào tay nó vẫn còn nóng cả nhà ơi.
xin đâu nữa, biết bà ta nó nhà nó nóng quá. Cũng phải né né ra nó có chuyện gì nè. Mất cái nhan sắc cả nhà ơi, giàu không ớn quá. Đó, nóng quá. Đó, bỏ vô. Với lần hai nha cả nhà, lần hai là vàng lên là mình vớt ra là mình ăn được rồi đó nha cả nhà ơi. Ui da, đừng có gian. Ngọt sợ lắm dầu. Lần đó bị phỏng cái tay dầu một lần rồi cả nhà ơi, bây giờ mình sợ lắm. Sợ nó để thẹo lại. Ui da nóng. Cái bào tay này nó nóng. Đó. Bây giờ lần hai nha cả nhà. Cha nó vàng. Cả nhà ơi, cái chả giò của mình nè, mình chiên lần hai nó sắp vàng rồi nè cả nhà. Chắc khoảng một phút nữa đó là mình lấy ra được rồi đó. Mình muốn cho nó thiệt là vàng nha. Nó vàng thiệt là vàng, nó mới giòn. Nó giòn được lâu, mình để tới chiều vẫn còn giòn nha cả nhà. Cái chả giò này á, khi mình chiên cho nó vàng á, thì mình có thể để tới chiều luôn, mình ăn nó vẫn còn giòn. Cái này nhìn thấy ngon không? Nè, ngon không? À. Vậy đó một hồi cái dầu ở cả nhà mình vớt ra nó vẫn còn dính á, là nó vàng ngon lắm cả nhà ơi. Cái này ngon không? Xếp vô đây cho nó có cái giấy vớt dầu. Mà cả nhà ơi, mình vớt ra nha. Mà cả nhà thấy ngon không? À. Ngon ha cả nhà ha. Mình vớt nó ra. Mình dựng nó lên. Nó chảy dầu xuống. Vớt, để không mình vớt không kịp nhiều quá. Đó. Ngon quá trời cả nhà, nó vàng lắm, nó vàng nó thơm lắm. Nó thơm cái mùi của cái bằng củ khoai môn á, thơm lắm. Đó. Vàng lên thơm quá. Đó, xong. Xong cái chả giò. Cái chả giò mà chả giò cuốn bánh tráng nha. Bây giờ mình sẽ bỏ cái chả giò ghế vô, người cả nhà mình hạ lửa xuống chút xíu. Tại mình nãy mình tăng lửa cho nó nhả cái dầu ra đó. Để mà tàu vô. Bỏ cái chả giò này vô. Mình tiếp tục cho cái này nó vàng nha cả nhà. Xong rồi mình mới chiên tôm. Bỏ vô lần hai. Nó vàng lên. Cuốn nữa. Đây. Mình chiên lần hai nha cả nhà. Một hồi nó cũng nổi lên giống vậy đó. Rồi mình vớt nó ra rồi mình mới chiên tôm. Nhưng mà cả nhà thấy không? Mình bỏ trong đá nhưng mà nó không có bể nè không cả nhà. Không bể đâu, không có bể nè. Rất là ngon. Rất là cả nhà. Không có bể bố nào luôn á. Nó không bể mà nó ngon sợ nè. Ui, nóng quá. Chắc lại. Cho nó nghỉ ra xuống. Nóng quá cả nhà ơi. Ngọc làm cũng ít thịt lắm, da cải thì nhiều. Cũng như khoai môn làm nhiều, mà thì chả giò cả nhà làm khoai môn nhiều hơn. Với cà rốt, củ hành. Củ hành thì không có ít, tại vì con sợ nó ra nước. Nhưng mà khoai môn là rất là nhiều, tại vì khoai môn á, thơm, Ngọc thích ăn khoai môn. Ngon chưa? Ngon ha. Chả giò ghế nó cũng dạng nè cả nhà. Ngon chưa? Mình vớt nó ra. Là mình bỏ tôm vô cả nhà. Mình chiên tôm á. Không có thịt nhiều, cũng không có chiên lâu. Tại vì rau cải nó mau chín lắm cả nhà. Không, hồi nãy mình chiên cái lần đầu đó, mình chiên cũng đã là mười mấy phút rồi á. Cái tôm nó vàng chưa? Cả nhà nhìn mình vàng. Cho chút xíu là đã. Tăng cái lửa này lên cho nó nhả dầu ra. Tại thường thường á, dầu á mà mình chiên á, mình tăng lửa lên cao đó, cái dầu nó không có rút vô được. Còn mình để lửa thấp đó, cái dầu nó sẽ rút vô. Nó ngon không?
ăn cho nó vàng, cho nó chấm thơm, nó giòn lâu nữa. Ồ, ngon không? Ngon ha. Rất là ngon. Bây giờ mình bỏ ra đây chín hết rồi cả nhà ơi. Vớt lẹ ra để thơm họ nó khác. Tại vì cái này ra cái vỏ nó mỏng lắm, cái đường ghế cái vỏ rất là mỏng. Đây bây giờ mình cắt cái lửa này để mình bỏ cái tôm vô, con tôm luôn. Đây mình bỏ đây cho cả nhà coi nè. Rồi mình sắp lại. Đây là giấy giò tôm. Mình tôm vô cho cái này. Mình lấy vào tay, em để cho em vào tay khó mà. Cái tôm này á, cũng lăn á. Cái này là tôm lăn bột hả? Lăn á. Mình chỉ để nó có nóng dữ rồi nè. Mình cứ đổ vô đi. Để lăn á. Cái dầu nóng mình bỏ không sao là tại vì nó cái này nó không đá chút xíu thôi đó, mà cái này làm rồi những cái nguyên liệu thì tôm với mà mình nhúng tôm qua bột bắp trước nha, xong rồi bắt đầu mình mới nhúng trứng gà, cái mình lăn qua cái bột xù á, mình lăn cái này mình lăn hai lần của cái bột mà kêu bằng bột, nó kêu bột xù, bột khô mà để ăn, để giống như là bánh mì đó, bột bánh mì mà nó làm khô á, để mình chiên gà rồi mình lăn lên á, nó kêu ngon vậy đó. Nó kêu bột xù đó, là mình lăn hai lần á là nó sẽ tròn như vậy đó. Mới đầu á là mình đặt trứng gà, xong cái mình làm tôm. Con tôm này là mình mua tôm bự nè, mình mua tôm này size 16, cái tôm bự đó. Cái mình lấy chỉ ra mình lăn qua bột bắp xong mới nhúng qua trứng, nó nhúng qua cái bột xù này, mà nhúng ba lần gì tùy theo mình nha. Nhầm khi nó không dính nhiều mình phải nhúng ba lần, nhưng mà nếu nó dính nhiều mình nhúng hai được rồi. Nếu có việc khác thì Ngọc sẽ quay chia sẻ cho cả nhà tường tận. Này nhà mình ăn là vậy đó, làm tôm cái này là bột nhiều, mình muốn ăn bột nhiều thì mình nhúng nhiều lần, còn mình ăn bột ít á thì mình nhúng ít lần vậy đó. Nhưng mà tôm này nó ngon lắm cả nhà ơi, tôm này tôm bự. Nhà muốn tôm lăn chiên bột nha cả nhà. Tôm này cả nhà nhìn nó bự đó, mình lăn hai lần mà nó bự, bự khổng lồ luôn cả nhà này, nhìn ngon. Một hồi đó Ngọc chiên xong vàng ngon lắm cả nhà. Cái này đó Ngọc có làm có sốt trắng nữa nha, mình có sốt mayonnaise á, mình trắng ăn cho nó đựng ngán. Để mình chiên hồi đó đi, trong cái vàng cái nha, mình gắp cho cả nhà coi nha, cả nhà dùng thử với mình. Hello cả nhà, tôm mình á mình cũng chiên giống như chả giò vậy đó, mình chiên một lần rồi nè, bây giờ mình bỏ vô mình chiên lần hai là cho tôm nó giòn lâu đó, là mình vớt ra là món tôm mình cũng hoàn thành luôn đó nghe cả nhà. Mình bỏ vô, đa số là những cái đồ chiên đó là mình chiên hai lần á là nó sẽ giòn lâu. Cái này mình theo của mình đó nghe đó, mình chiên thêm một lần hai nè, bỏ hết vô mình chiên một lần nữa là mình vớt ra là nó giòn là xong rồi đó nghe cả nhà. Chút xíu là xong rồi đó, giờ mình dặn nữa lên, tại nó đã chín rồi mình chỉ chờ cho nó vàng nó giòn thôi, tại nó là tôm mà, tôm nó cũng không có cái sao, nó cũng màu chín lắm. Mình sẽ chở nó, xoay nó cả nhà ơi, để nó dính dưới đất chảo. Mình xoay nó ngon lắm cả nhà ơi, cái này nó giòn thơm lắm. Mình xoay này đi cho nó dễ, nó dính dưới đất chảo. Mình đang phình lên chút xíu vàng cái chảo của mình. Mình sử dụng không sao đâu, phải dầu nó cũng nhiều cho nên không nên đẩy. Ngon quá trời ơi, ngon quá cả nhà ơi. Quay mình tâm bự nè, ngon ha. Mình thấy
nó có cái sốt chấm nữa, ngồi ra chỉ ra cho lên cái sốt ở đây cũ rồi ăn thử đi, ngon lắm. Nếu mà hai chị em chia sẻ món chả giò tôm này, cả nhà thương hai chị em, xin cho hai chị em một like, một đăng ký và một chia sẻ. Cảm ơn cả nhà nhiều nha cả nhà. Cả nhà ơi, những cái like, những cái đăng ký của nhà cả nhà đó là cái động lực đó, để cho Ngọc với chị của Ngọc có thể làm tiếp những cái video tới nữa cả nhà. Nếu mình có gì thiếu sót thì cả nhà thông cảm dùm nha. Cả nhà thông cảm cho hai chị em dùm nha cả nhà. Xin cả nhà thương hai chị em nha. Vàng thơm nè, nó bắt đầu rồi đó, còn nó vàng lên. Nó nóng rồi nó vàng lẹ đó. Mà tôm nó chín rồi. Mình biết không cái này vậy chứ chồng không có khô nữa, cái tôm nó không có khô đâu. Nhưng mà tôm vẫn còn ướt. Nô nó giống như kiểu nó có còn cái chuối xì á. Ngon lắm, nó ngọt lắm. Nó không có bị khô tôm đâu. Tại vì mình áo mấy cái bột ở ngoài đó. Tôm nó nằm ở trong nó chín đó, mà nó còn chuối xì ngon, nó ngọt lắm. Cái tôm này. Tôm mà chín nó nổi lên, chúng ta nó vàng chút xíu thôi. Vàng cho nó giòn. Nhớ không, cái này hổm á, mình gắt một chút xíu cái cheese powder lên đây nhớ không? Ngon ha? Ngon, ngon. Hay mình gắt cái gì nè, ớt bột lên cay cay cũng ngon. Cũng tùy theo cái sở thích của gia đình thôi. Nô mình nó mỗi hổm mình có gắt cheese lên ngon ha. Nhưng mà để có dịp khác thì hai chị em sẽ quay trường tận để chia sẻ cho cả nhà cái món tôm lăn bột chiên gắt chi như thế nào như cả nhà. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ mình lại là cái có cái món tôm lăn bột như thế này thôi cả nhà. Linh này nghe nói là nó khoái điện tay, khoái ăn chi, sợ mặt mà khoái ăn chi, sợ mặt mà khoái ăn chi vậy. Nghe nói thì chi bơ là ăn nhiều lắm, thích lắm, sợ mặt quá nha, ăn vậy á. Nè, vàng rồi, thấy không? Mình nhìn nè, ăn là 10, sợ là 9, nhưng mình chọn xuống 10. Thôi nhớ cả nhà. Linh ăn nó bỏ thêm chi nữa. Ú gì con tôm này. Đâu vài tháng, đâu vài tháng à. Cái biết không, gặp lại mấy người bạn á, rồi cái người bạn hỏi ủa Linh sao Linh giờ này ú ị vậy. Nói làm mấy món ăn chia sẻ với cả nhà rồi ăn thử, bỏ chi bỏ đồ vô ăn nhiều nó ú ị nè là đó. Được rồi cả nhà, vàng rồi là cả nhà, dớt gan được thì dớt gan, dớt gan cả nhà ơi, nó vàng rồi đó. Ôi chua cha ngon lắm cả nhà, chút xíu nó ăn cho nó vàng chút nữa đây, mình thích cho nó vàng chút nữa. Cái ngọt nhớ ra cả nhà ơi, nó dày chứ hồi nó vàng đó là ngon lắm cả nhà ơi. Thấy mình vớt ra mình để ngoài cái chậu nó vẫn còn nóng như vậy. Ôi dạ, nó vô đây coi chừng nó vô có biết. Thơm quá cả nhà ơi, thơm quá. Ôi dạ, đúng không, nó vàng luôn rồi đó. Xong cái món tôm của mình, cái này là tôm lăn bột, lăn bột xù nha cả nhà. Mình đã hoàn thành cái món tôm rồi đó. Cả nhà ơi, mình đã hoàn thành cái món tôm lăn bột của mình này nè cả nhà. Hello, chào cả nhà. Hôm nay mình làm cái món chân gà mà sốt Thái nha cả nhà. Bây giờ mình đang gọt xoài đựng mặn, hồi mình trộn vô chân gà. Chân gà mình trộn ngày hôm qua rồi. Chân gà mình phải trộn sớm để cho nó thấm nha cả nhà. Bây giờ mình gọt xoài, wow, xoài này ngon quá nè. Mình mua cái xoài này nó cứng mà nó giòn. Cái xoài này chắc nó không mấy chua hung đâu, nhưng mà mình trộn với chân gà mình
mình làm nè, đó để mình thái cho cả nhà coi cái này. Một lát mình trộn chân gà với xoài này vô chung. Cái chân gà này á là mình trộn ở trong đó đó là xả với gừng với lá chanh đó cả nhà, với me. Mình làm cái sốt me, mình làm vừa ăn vậy đó. Trong cái sốt me mình có nêm miếng chút xíu nước mắm trong cái sốt me á, thì cũng làm theo cái sự sở thích của gia đình ăn nha cả nhà. Gia đình mình ăn giống như cỡ nào, giống như chua hay là ngọt cỡ nào thì mình cứ làm theo như vậy đó. Thì mình thấy thì mình chia sẻ với cả nhà vậy thôi. Xoài trái bự quá cả nhà. Ngon với xoài không? Xoài này xoài ở đây nghe, không phải xoài Việt Nam đâu. Xoài này giống như ta kêu là giống xoài của giống như Ấn Độ hay gì á. Không phải xoài Việt Nam. Có dịp khác thì Ngọc Linh TV Canada sẽ chia sẻ tường tận cái món chân gà này sốt thái, chân gà sốt thái cho cả nhà xem. Có dịp thì Ngọc còn chia sẻ thêm cho cả nhà. Hiện tại thì này Ngọc trộn rồi, trộn với gia đình ăn. Ngọc trộn rồi ngon quá chừng. Cái xoài này nó cứng, cái xoài này nè cứng mới giòn đó cả nhà, ăn mới ngon. Tùy theo mình muốn sắc giống như mỏng hay dày vậy đó. Nhưng mà thấy thơm á. Để Ngọc rửa. Rửa xong rồi mình sắc nha. Phải rửa bằng chút xíu. Nó mới mủ nó ăn nữa. Trời, xoài này nó bự vậy đó. Cái đầu tay này mình phải cần một lát. Giờ để đó trái xoài lên đây đi nha. Mình dẹp cái này nha cả nhà, mình dẹp cho nó gọn. Đó, giờ mình lấy cái thớt. Đấy. Mình xắt. Nhà cái trái xoài nó bự quá cả nhà ơi. Wow, ngon cả nhà ơi, giòn lắm. Đó, bây giờ theo Ngọc, thầy Ngọc xắt giòn giòn vậy nè, đó. Một xắt vuông vậy đó. Nó hồi mình trộn vô. Ăn cho nó dễ. Còn cả nhà thích bự hay nhỏ tùy nha cả nhà. Đó, mình vậy đó, là mình hồi mình trộn vô. Thì cái kiểu này cũng là theo cái sự sở thích của gia đình ăn nha cả nhà. Gia đình thích ăn sao thì nhà mình cắt theo cái kiểu vậy. Thế nào mà thử nha. Mình thử coi nó có chua không nha. Giòn. Wow, này giòn mà sao ngọt vậy? Wow, giòn không? Nghe không? Ngon lên. Giòn ngọt. Ngon á. Chắc mơ đi mua thêm quá. Cái xoài này ngon quá vậy. Cái này ở Việt Nam á, có cái xoài mà kêu bằng xoài tượng, xoài chua chua đó. Oh yeah, bỏ vô ngon lắm. Còn mình đây chỉ có xoài cỡ này thôi à. Đại đi nha. Ai ăn cục bự, cục nhỏ gì tùy. Đó. Cái nhà ơi, cắt đại đi. Bỏ ở đây. Này mình trộn vô đó giống như gỏi vậy đó, ngon. Trái nữa đây. Ngọc mua hai trái nè. Wow, hai trái giống nhau vậy. Ngon này nghe, hai trái này. Nó trong nó vàng nhưng mà nó mà cái này nó không có mềm. Ừ, mà nó vẫn giòn. Cần trái xoài nó cứng. Nó cứng nó mới giòn ngon. Đó. Ây da, rớt miếng rồi. Cả nhà ơi. Này. Sợ nó trúng vào tay, sợ. Cái dao nó cũng hơi bén. Cả nhà ơi, trúng vô cái hộp cả nhà ơi. Coi nè, ngon sợ không? Nó giống như là nó ngọt mà nó giống như nó không có chua hung nhưng mà nó cứng giống như cái trái đu đủ mua dịch vậy đó. Đổ hơi về tới Việt Nam. Wow, cả nhà ơi, vậy đi nha. Mình bắt đầu mình lấy cái dĩa ra mình trộn cho cả nhà xem nha. Nó ngon như thế nào, có thành quả của mình phải lấy cái dĩa bự cả nhà. Ây cha. Ây cha, cái dĩa này đi. Chà, cái dĩa này trộn lên là hết sảy nha cả nhà. Mình đeo bao tay vô. Đó. Bỏ cái này ra.
tại vì mình ngâm á, mình ngâm rồi đó cả nhà, bây giờ đó là nó thấm lắm rồi, nó rất là thấm mà nó thơm nữa, nó thơm đó. Nó thơm mùi lá chanh, nó thơm xả, rồi nó có gừng nữa, nó thơm, thơm quá, ăn miếng rồi cả nhà, ngon quá chịu ngon, cắn miếng ăn mới được. Xin phép cả nhà thôi, mời cả nhà ăn nha, mời cả nhà ăn thử với Ngọc nha, thử ra. Thấm ngon, vừa. Ngon lắm cả nhà, ăn miếng. Nào còn sốt nữa. Ngon quá tuyệt vời. Quá ngon, quá ngon. Mình có cái sốt chấm nữa kìa. Thiệt là ngon. Trời sao miếng này bự dữ vậy? Miếng này bự quá. Rồi. Động lên. Caramel đứng quay mà chảy nước miếng luôn cả nhà ơi. Nín hết 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 nói được. Ủa, anh lại giờ không nói là tại vì nó thèm quá. Thèm quá. Cứng ngon. Cả miệng luôn. Ngon cả nhà, ngon ngon ngon. Để Ngọc lấy cái sốt ra nha. Chấm mà ăn thử cho cả nhà xem nè. Có cái sốt nữa, có cái sốt nữa mới ngon. Mình để đây đi. Để cái sốt. Đây nè, sốt nè. Đây cái sốt này á. Cái sốt này cả nhà chấm ăn một cái rồi là nó nhức cái dai mình luôn đó. Tại vì cả nhà biết sao nhức dai không? Thò tay gấp thêm miếng khác, nhức cả cái dai mình. Nhưng cái sốt này ăn là sẽ mập nha cả nhà, tại trong đây nó có sữa nha. Thò tay gấp gà, gấp nô, gấp vào gà ăn nhức cả cái dai. Xong rồi lo đi exercise nha. Đi lấy cái một cái đồ khác múc ra. No bây giờ thôi kệ đi, mình bỏ ra ngoài đây nha. Nè cả nhà nhìn nè, cả nhà nhìn nè. Nè nè nè. Ngon. Đó, xin phép cả nhà nghe, mời cả nhà nghe ăn thử nha. Ngon. Ngon quá cả nhà ơi. Caramel chắc nó thèm lắm à. Thèm cứng nước miếng. Đây xài chua chua, em cắn gà. Nó chua chua mà nó ngọt ngọt cũng ngon rồi thôi. Thôi mình giới thiệu với cả nhà nha. Cái món chanh gà sốt Thái của mình. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái kênh Ngọc Linh TV. Nếu cả nhà thích cho hai chị em một like, một đăng ký, một share. Cảm ơn cả nhà nhiều lắm nha cả nhà. Cái video của Ngọc Linh TV đến đây là cũng đã hơi khá dài. Xin dừng ở tại đây. Hẹn gặp lại cả nhà cái video tới nha cả nhà. Thôi xin chúc cả nhà sức khỏe, một ngày mới vui vẻ nha cả nhà. Bye bye. Bye bye.